Thôi kệ bà đi em, mình vô trong làm nháy nha. Dạ. Anh, cái con quỷ cái này á, mày cướp chồng tao á. Em ngồi đi. Em thấy nhà của anh sao? To lắm luôn á. Ủa, đây là ai vậy anh? Đây á, là người yêu của tôi. Người yêu của anh? Anh đối xử với tôi như vậy hả? Có gì mà không được. Cô coi lại đi, từ cái ngày mà lấy cô về á, cô có đẻ được tôi đứa con nào không? Với lại tôi cũng nói thẳng với cô luôn, là ngày xưa tôi lấy cô cũng chỉ vì tiền thôi. Nhưng mà từ đó đến giờ anh ở với tôi á, cũng còn cái tình cái nghĩa mà, sao anh đối xử với tôi như vậy hả? Tình nghĩa cái gì? Cô nhìn lại cái thân xác già cỗi của cô đi. Tiêu tốn của tôi bao nhiêu năm thanh xuân rồi. Nhưng mà tôi cũng cho anh nhà cao cửa rộng, cũng cho anh đủ thứ mà. Thôi kệ bà đi em, mình vô trong làm nháy nha. Dạ. Anh, cái con quỷ cái này á, mày cướp chồng tao á. Cô đừng biết thân với phận của mình đi. Trong cái nhà này bây giờ chỉ có tôi mới có quyền lên tiếng thôi. Thôi mình đi đi anh, mất hết cả hứng. Anh nhìn bả như vậy á, thật sự là so với em á là khác biệt một trời một vực luôn á. Em biết rồi mà. Đi thôi. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình không có kẻ thứ ba. Các bạn tuyệt đối đừng vì một chút ham mê mà tự đánh đổ đi gia đình của mình. Ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai.